Hello, xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã đến với kênh của thầy. Thầy tên là Ý. Hôm nay thầy sẽ dạy các em tiếp tục bài số 2. Hôm trước là chúng ta học cái bài cách chào hỏi là hello, hi. Rồi cũng nói luôn, hello là chúng ta chào dành cho người lớn, còn hi là chúng ta dành chào cho bạn bè. Rồi hôm nay tiếp tục chương trình bài 2. Hôm nay thì thầy sẽ dạy cho mấy em cái cách để hỏi mà bạn mình có khỏe không và cách trả lời ha. Rồi chúng ta vào bài. Rồi hình đầu tiên mấy em mở sách ra. Chúng ta nhìn hình ha. Rồi hình 1 thì có hình A thì có bạn Mai với bạn Nam. Rồi, hình B thì hai bạn này làm sao chúng ta sẽ nghe. Nghe máy thầy sẽ hướng dẫn chi tiết từng câu ha. Page 8. Lesson 2. Activity 1. Look, listen and repeat. A. Hi Nam. How are you? I'm fine, thanks. And you? Fine, thank you. B. Bye, Nam. Bye, Mai. Rồi. Hình A là bạn Mai nói hi Nam, how are you? Có nghĩa là chào Nam, bạn có khỏe không? Rồi bạn Nam trả lời là I'm fine, thanks, and you? Rồi bạn Mai trả lời là fine, thank you. Rồi bạn Nam, bạn Mai hỏi là chào Nam, bạn có khỏe không? I'm fine, tôi khỏe, thanks, cảm ơn. And you, còn bạn thì sao? Fine, thank you, khỏe, cảm ơn bạn. Rồi hình B, chúng ta trả lời bạn Nam là đi về và tạm biệt bạn Mai. Bye Mai, bye Nam. Rồi chúng ta qua phần số 2. Point and say. Now listen. Page 8. Lesson 2. Activity 2. Point and say. How are you, Nam? Fine, thanks. And you? Fine, thank you. Rồi chúng ta chỉ và nói ha. Thì đầu tiên là bạn Mai hỏi bạn bạn Nam how are you Nam, thì bạn Nam trả lời là fine thanks and you, và bạn Mai cũng trả lời là fine thank you. Rồi tiếp tục, ví dụ như bạn Quân hỏi bạn Phong đi nè. Bạn Quân này hỏi bạn Phong, bạn Quân hỏi bạn Phong thì bạn Quân hỏi là how are you Phong, fine thanks and you, rồi bạn Quân trả lời là fine thank you. Rồi chúng ta có thể thực hành với bạn của mấy em ha. Thì đầu tiên là hỏi là how are you, của tên của bạn đó. Rồi bạn kia trả lời là fine thank you. Rồi bạn mình cũng trả lời, người ta hỏi fine thanks and you. Rồi mình trả lời là fine thank you. Rồi chúng ta qua phần số 3. Đầu tiên thì chúng ta sẽ hỏi là how are you, cộng tên của bạn mình. Rồi các bạn kia sẽ trả lời là fine thank you and you. Thì chúng ta trả lời là fine thank you, khỏe cảm ơn. Thank you nghĩa là cảm ơn. Rồi trong cái bài này nè, đây thầy chỉ mấy em nè. Goodbye là gì? Là chúng ta nói dành cho thầy cô, còn bye thì là dành cho bạn bè. Rồi number 4, listen là number, có nghĩa là nghe và đánh số. Rồi chúng ta nghe và đánh số hả mấy em. Đầu tiên là bạn Mai và bạn Nam. Rồi hình B là cô Hiền với cả lớp. Hình C là bạn Mai và Nam. Hình D là bạn cô Hiền chào cả lớp. Rồi chúng ta sẽ nghe và đánh. Listen number, nghe và đánh số. Chúng ta nghe hình nào trước đánh số 1, hình nào tiếp theo là số 2, tiếp theo số 3 và cuối cùng là số 4 ha. Page 9. Lesson 2. Activity 4. Listen and number. 1. Hello, I'm Miss Hien. Hello, Miss Hien. Nice to meet you. Thì chúng ta đánh hình nào sẽ đầu tiên mấy em? Hello, I'm Miss Hien. Hello, Miss Hien. Nice to meet you. Thì chúng ta đánh hình nào đầu tiên nè?
À, chúng ta đánh hình số. Hình đi là số 1. Số 1 ha. Số 1. Rồi, tiếp theo. 2. How are you, Miss Hien? I'm fine, thanks. And you? I'm fine, thank you. Rồi. Bạn Nam hỏi là cô Hiền, how are you, Miss Hien? I'm fine, thank you, and you? I'm fine, thank you. Có nghĩa là câu gì mấy em? Hỏi chào hỏi. Bạn Nam với cô Hiền, chúng ta đánh số 2 là câu C. Rồi, tiếp tục câu số 3 ha. 3. Goodbye, class. Goodbye, Miss Hien. Goodbye, class. Goodbye, Miss Hien. Vậy là chúng ta, số 3 chúng ta đánh hình B. Số 3. Rồi mấy em đánh vô cái ô của mình nghe. Tại vì trên máy thì thầy đánh vậy đó. Mấy em phải đánh vô cái ô của mấy em. Rồi, câu thứ 4. 4. Bye Mai. Bye Nam. Bye Mai, bye Nam. Thì chúng ta chọn hình số 4 là hình A. Câu cuối cùng chúng ta khỏi nghe, chúng ta cũng biết đánh nữa hả mấy em. Tại vì cuối cùng là hình số 4 thôi. Rồi tiếp. Chúng ta sẽ xuống phần 5. Read and complete. Có nghĩa là nghe và đọc và hoàn thành. Rồi, chỉ mấy em luôn. Bây giờ chúng ta câu số 1 á. Miss Hien là goodbye class. Thì cả lớp, tạm biệt cả lớp. Thì cả lớp phải làm sao mấy em? À, phải tạm biệt lại. Rồi như nãy thầy nói đó, bye á thì dùng cho bạn bè, còn goodbye thì dùng cho thầy cô. Thầy cô Hiền goodbye class thì chúng ta phải là goodbye Miss Hiền. Chúng ta điền chữ goodbye vô nha, chúng ta điền chữ goodbye vô đây. Goodbye thì đầu câu thì phải viết in hoa. Rồi, câu tiếp theo. Bye Nam. Bạn Mai nói là bye Nam thì bạn Nam trả lại là gì mấy em? Ừ, bye Mai, đúng rồi. Bye thì chúng ta điền chữ bye. Thì đầu câu chúng ta viết in hoa. Rồi, câu tiếp theo, câu số 2. How are you, Quân? How are you, bạn có khỏe không? Thì chúng ta sẽ trả lời là gì? Ở đây người ta kêu điền một chữ nè, thì có điền chữ fine ha. Fine, thanks and you. Chứ mấy em không có điền được chữ am fine ha, tại vì người ta trên đây người ta có chữ fine thôi. Đây nè, trên đây người ta có chữ fine nè. Là chúng ta điền chữ fine thôi, chúng ta không có điền am fine ha. Rồi chúng ta điền chữ fine vào đây. Đầu câu thì phải viết hoa. Five thanks and you. Thì five thanks and you thì trả lại là five thank you. Còn chữ thank you, five thank you là khỏe, cảm ơn. Thì người ta hỏi mình trả lời là bạn khỏe không, mình trả lời là khỏe, cảm ơn. Lịch sự mình phải cảm ơn. Cảm ơn là chúng ta điền chữ thank you vào. Thank you thì chúng ta viết chữ thank you vào. Thank you hoặc là thanks đều được. Nhưng mà điều ở trên đề bài người ta có chữ thank you, chúng ta không thể điền chữ thank được ha. Đề bài yêu cầu sao thì chúng ta viết chữ đó. Thì giải thích luôn, thank you và thanks đều có nghĩa là cảm ơn. Rồi, chúng ta vào phần số 6, last rise có nghĩa là hãy viết. Bây giờ là cái gì đó mà are you, thì là trả lời sao mấy em? How are you, bạn có khỏe không? Chúng ta điền chữ how vào. Đầu câu viết in hoa. Rồi trả lời là five thanks and you. Chỗ này chúng ta điền chữ five.
five. Rồi, trên này chúng ta sẽ điền chữ thanh kiều. Five thanks cũng được ha em. Five thanks hoặc là five thanh kiều. Mẹ muốn viết chữ five thanh kiều hoặc là five thanks xin chữ xào vô ha, nào đều được hết. Rồi. How are you? Five thanks and you. Five thank you. Bạn có khỏe không? Five thanks. Có nghĩa là tôi khỏe. Cảm ơn. Chữ thanh này chúng ta không có viết in hoa được tại vì nó không có đứng đầu câu. Rồi, xong bài số 2. Hôm sau thầy sẽ giải bài tập cho mấy em trong sách. Hôm sau thầy sẽ giải bài lesson 3. Rồi xong thầy sẽ giải bài tập trong sách. Mấy em nhớ ủng hộ đăng ký kênh của thầy nghe, thầy sẽ đồng hành mấy em từ đây cho tới cuối năm học luôn. Rồi bạn nào không hiểu cái gì thì cứ lên YouTube của thầy đó nhắn tin hỏi. Rồi hy vọng là mấy em sẽ học theo thầy đây tới cuối năm luôn. Rồi mấy em nhớ đăng ký kênh, chia sẻ video của thầy ha, để cho thầy có động lực để làm video tiếp theo. Goodbye, see you later.